chỉ cả vì cứ nuôi cá hề cứ cho chị tao có một giờ luôn nè dài đang chờ đi chờ tới rồi nào mà cứ chỉ tông với xiao dạ thằng cái son nó lại mua bò tao chờ nó tới rồi nào thì có phải chưa biết xiao cứ nuôi cá hề sẽ cứ lục luôn nè lại đang cứ giờ nè lo chính đó tôi cứ nãy là đi cũng quan niệm là thế rồi bây giờ tôi có khác rồi sao thôi tôi xong một lần này vì cứ lúc các hôm nay là nó cứ nhớ giải cứu tôi thôi cứ mà đi cứu tôi cái non nữa mấy cứ có chỉ sau lần đâu mà